Thưa quý vị và các bạn, làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, là cơ sở quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Hiệu quả triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ này ở huyện Bát Sát là một ví dụ. Còn ít ngày nữa, vườn lê của anh Châu A Vành sẽ cho thu hoạch. Việc gia đình anh chuyển đổi trồng lê trên đất trước đây từng trồng ngô, mấy năm nay cho thu nhập cao gấp 6 lần, đã được nhiều hộ khác cùng theo đạo trong thôn học tập làm theo. Những cái gọi là do xã và chỉ đạo ấy thì mình là người đi đầu để làm. Cũng như mấy cái mô hình như là trồng như su su và quả lê ấy thì tôi cũng là người đi đầu. Tôi biết được cái gì thì tôi cũng sẽ chia sẻ với mọi người để cho tất cả đồng bào mình đều biết làm để có thể là phát triển kinh tế nhiều hơn. Sẵn sàng chia sẻ để các hộ khác cùng phát triển kinh tế tốt hơn, tinh thần đoàn kết của anh Vành cũng như nhiều hộ theo đạo khác xuất phát từ chính sự lắng nghe, quan tâm toàn diện, bình đẳng của cấp ủy chính quyền các cấp ở huyện Bát Sát đối với nhân dân. Trước hết là quán triệt tốt cái chủ trương của Đảng, cái pháp luật của nhà nước cũng như là cái luật tín ngưỡng tôn giáo, rồi những nghị định của chính phủ, rồi những văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, chỉ đạo mặt trận tổ quốc các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền cũng như là phát triển kinh tế xã hội trong đồng bào có tôn giáo. Một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc được huyện Bát Sát đặc biệt quan tâm triển khai thời gian qua, đó là nâng cao năng lực giúp đội ngũ cán bộ ở thôn bản phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, những chức sắc chức việc ở điểm nhóm tôn giáo. Cấp ủy chính quyền có quyết tâm bao nhiêu, đoàn thể có quyết tâm bao nhiêu, nhưng mà người uy tín không vào cuộc, rồi trưởng bát một trận, trưởng thôn bí thư bộ không vào cuộc thì không thể làm được. Nhớ chủ dòng họ, đặc biệt chủ dòng họ nữa, mà có những cái nhân tố này rất là quan trọng. Năm thì chúng tôi tham mưu cho huyện ủy mở các cái lớp bồi dưỡng thường xuyên, đặc biệt là tập trung cho đối tượng là cán bộ không chuyên trách ở dưới thôn bản, rồi người có uy tín, và trong đó thì có cả một số là người chức việc ở trong các điểm nhóm tôn giáo cũng tham gia cùng để tăng cường công tác vận động quần chúng, đặc biệt là trong các cái xã trọng điểm về tôn giáo. Với sự sâu sát, quan tâm lắng nghe ý kiến từ cơ sở, Đảng bộ huyện Bát Sát đã kịp thời có những quyết sách đúng và trúng, củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân các dân tộc, cùng nhau đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.